Nga tập kích loạt tên lửa trung chuyển Kiev. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga phóng loạt tên lửa vào thủ đô Kiev, phá hủy cơ sở hạ tầng tại khu vực này. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko thông báo các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tấn công sau trận tập kích tên lửa của Nga vào sáng nay 31 tháng 10. Sau các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu, một phần thủ đô Kiev bị mất điện, một số khu vực bị mất nước, ông Klitschko cho biết. Ông Klitschko nói rằng các kỹ sư điện đang làm việc để khôi phục nguồn điện sau khi một trạm cấp điện cho 350.000 căn hộ ở Kiev bị hư hại. Các nhà chức trách cùng các cơ quan cứu trợ khẩn cấp đang làm mọi cách có thể để ổn định tình hình sớm nhất có thể, thị trưởng Kiev cho biết thêm. Lãnh đạo quân sự khu vực Oleksiy Kuleba xác nhận cuộc tấn công tên lửa của Nga vẫn tiếp tục, trong khi lực lượng phòng không Ukraine vẫn đang hoạt động để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Tình trạng mất điện do các cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra ở Kiev vào cuối tuần qua. Trước đó, thị trưởng Klitschko nói rằng Ukraine sẽ mất nhiều tuần để sửa chữa hệ thống điện. Theo các quan chức và truyền thông Ukraine, nhiều tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở Kiev sáng nay. Còi báo động cũng vang lên khắp thành phố. Theo chính quyền Kiev, các hệ thống phòng không đã được triển khai và người dân được yêu cầu ở trong nhà, trong các hầm trú ẩn và những nơi an toàn khác. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng xác nhận thông tin về cuộc tập kích của Nga. Một loạt tên lửa của Nga đã bắn trúng cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Thay vì chiến đấu trên chiến trường, Nga đang nhằm vào dân thường. Đừng biện minh cho những cuộc tấn công này bằng cách gọi chúng là hành động đáp trả. Nga làm điều này vì họ vẫn còn tên lửa và mong muốn tấn công Ukraine, ông Kuleba cáo buộc. Giới chức Ukraine hôm nay cũng cho biết, loạt tên lửa của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine và khu vực Cherkasy miền trung. Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov xác nhận hai tên lửa Nga đã bắn trúng một cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Ihor Taboretz cho biết các khu vực thuộc vùng Cherkasy đã bị mất điện sau khi cơ sở hạ tầng quan trọng bị tấn công. Moscow gần đây tăng cường các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng trọng yếu như lưới điện của Ukraine, khiến 30% cơ sở năng lượng ở nước này bị hư hại, gây mất điện trên diện rộng. Nga tuyên bố các cuộc tập kích tên lửa là hành động đáp trả một số âm mưu phá hoại của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga. Các nhà chức trách Ukraine đã kêu gọi người dân giảm mức tiêu thụ điện. Một số vùng của Ukraine đã cắt giảm lượng điện sử dụng tới 20%. Các vụ tập kích vào Kiev diễn ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine ở khu vực Biển Đen sau khi các tàu chiến của Nga tại quân cảng Sevastopol ở Crimea bị quân đội Ukraine tập kích. Anh nói lính dự bị Nga dùng súng AK hơn 60 năm tuổi. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga phát súng AKM 60 năm tuổi cho lính dự bị mới tổng quân thay vì các mẫu AK-74 và AK-12 hiện đại hơn. Hình ảnh từ các nguồn mở cho thấy nhiều khẩu súng trường được cấp cho lính dự bị nhập ngũ theo lệnh điều động là AKM, loại vũ khí xuất hiện lần đầu vào năm 1959. Nhiều khẩu dường như không thể sử dụng được sau nhiều năm nghiêm cất trong điều kiện bảo quản kém. Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo tình hình chiến trường Ukraine ngày 31 tháng 10, súng trường AKM sử dụng đạn 7,62 ly. Trong khi các đơn vị chính quy Nga đang tác chiến tại Ukraine hiện nay, phần lớn dùng súng trường tiêu chuẩn AK-74M hoặc AK-12 hiện đại hơn, sử dụng cỡ đạn 5,45 ly. Việc cấp phát AKM cho các tân binh tới tham chiến tại Ukraine sẽ khiến Nga phải chuyển hai loại đạn tới tiền tuyến thay vì một loại như trước. Điều này có thể làm phức tạp hệ thống hậu cần của Nga vốn đã chịu nhiều áp lực trong thời gian qua, quân đội Anh cho hay. Nga chưa bình luận về báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28 tháng 10 thông báo nước này hoàn tất lệnh động viên một phần và huy động 300.000 quân nhân sau hơn một tháng. Trong số này, 82.000 quân nhân đã hoàn thành khóa huấn luyện và được triển khai tới khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó 41.000 người được biên chế vào các đơn vị Nga tại Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin sau đó cảm ơn những người gia nhập lực lượng vũ trang, yêu cầu quân đội Nga cung cấp vũ khí, trang bị huấn luyện tác chiến để họ cảm thấy tự tin nếu cần tham chiến trực tiếp. Nga ngày 21 tháng 9 phát lệnh động viên một phần, triệu tập lực lượng dự bị chủ yếu là quân nhân giải ngũ, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến thứ hai. Giới chuyên gia và quân sự phương Tây cho rằng lệnh động viên một phần của Nga khó mang lại tác động đáng kể tới cục diện chiến trường Ukraine. Họ cũng cho rằng quân đội Nga đối mặt với thách thức lớn về hậu cần và hành chính khi huy động 300.000 quân nhân với quyết định này. Lệnh động viên một phần cũng mang lại những cảm xúc lẫn lộn trong dân chúng Nga khi nhiều người tỏ ra lo lắng và thậm chí tìm cách ra nước ngoài. Trong khi đó, nhiều người tuyên bố không sợ hãi và sẵn sàng tham gia chiến dịch tại Ukraine.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định giới lãnh đạo Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, vẫn sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine. Trả lời phỏng vấn ngày 30 tháng 10 với kênh 1 truyền hình Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố giới lãnh đạo Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, vẫn sẵn sàng đàm phán kết thúc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước khẳng định này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Oleni Nikozen, lo cho rằng Nga không thực sự muốn đàm phán và phát ngôn của Ngoại trưởng Nga chỉ là màn tung hỏa mù nhằm câu giờ trong bối cảnh quân đội Nga đang gặp khó khăn trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bởi trên thực tế, quân đội Nga vẫn tiếp tục có các động thái nhằm vào hạ tầng năng lượng, nguồn cung lương thực và tính mạng người dân Ukraine. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine trước tiên phải được tiến hành với Mỹ. Ông Peskov nêu rõ, tất nhiên là Washington nắm lá phiếu quyết định, vì vậy không thể thảo luận bất cứ điều gì với Kiev. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích của nước này và sẽ không dung thứ cho bất kỳ nhân tố nào chi phối Moscow. Ngày 30 tháng 10, phát biểu với kênh truyền hình Russia 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng có thể bị phương Tây hủy bỏ. Ông Peskov cho rằng một giải pháp ngoại giao đơn phương giữa Nga với Ukraine sẽ là không thành công vì lá phiếu quyết định thuộc về Washington. Điều này có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận giữa Nga và Ukraine nào thì cũng phải thỏa thuận trước với Mỹ. Theo ông Peskov, những nỗ lực đạt được một số thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể hoàn toàn trở nên vô ích vì chúng có thể bị hủy bỏ ngay lập tức theo lệnh từ các tác nhân bên ngoài. Người phát ngôn Điện Kremlin phát tín hiệu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine. Ông cho rằng phương Tây nên biết và lắng nghe điều này dù họ có sẵn sàng hay không. Ông Peskov cho rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tổ chức các cuộc đàm phán nếu Washington sẵn sàng lưu ý đến những lo ngại an ninh của Moscow đã được Bộ Ngoại giao Nga nêu ra trong bản dự thảo được công bố vào giữa tháng 12 năm 2021 trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Đầu tháng này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh về việc Ukraine chính thức từ chối đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Putin ký các thỏa thuận về việc sáp nhập 4 vùng đất từ Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ Nga. Thời điểm đó, thì Nga khẳng định vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng cần có cả hai bên để thương lượng. Trước sự e ngại của Israel trong việc viện trợ quân sự giúp Ukraine chống lại cuộc chiến của Nga, thì đại sứ Ukraine tại Israel Evgeny Kony nhấn mạnh rằng là Washington nên thuyết phục Israel cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo ông Konychak, Mỹ là quốc gia duy nhất mà Israel lắng nghe. Washington cũng nên đảm bảo rằng đồng minh thân cận của họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ông Konychak tiết lộ rằng là ông gặp đại sứ Mỹ tại Israel Thomas Snyder hàng tuần và gọi đùa ông Thomas là vũ khí bí mật trong chiến dịch lôi kéo sự ủng hộ của Israel. Đại sứ Ukraine thừa nhận đã có một số tiến triển tích cực trong quan hệ với Israel. Quốc gia gần đây đã cung cấp cho Kiev một hệ thống cảnh báo tên lửa. Tuy nhiên, Ukraine đang mong đợi nhiều hơn từ Israel. Ông bày tỏ hy vọng sự hợp tác quân sự giữa Nga và Iran ở Ukraine sẽ khiến Israel thay đổi lập trường về cung cấp vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, thì cả Nga và Iran đều phủ nhận cáo buộc về việc hợp tác quân sự ở Ukraine. Phát biểu của ông Konychak được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz viện dẫn những hạn chế trong hoạt động để từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Gantz cho hay Israel sẵn sàng tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Kiev. Trong khi đó, thì Nga liên tục cảnh báo phương Tây không bơm thêm vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây ra thương vong không đáng có.